chia sẻ mạnh lên em nha ơi. Xin chào, Toàn sẽ trở lại Facebook Tay Ga thì Toàn thử xem là có bị chặn like không. Bỏ điện thoại luôn, mất kết nối, chán nhỉ. Sử dụng lại Tab, Motoscan Tab. Anh em chia sẻ bổ quả xẻ mạnh lên nào. Cái Facebook Tay Ga thì Toàn hôm nay sống lại nó phải phê đấy. Đấy, Tay Ga thì Toàn hôm nay sống lại phê này. Phía trước anh em tiếp tục là máy Motoscan Tab. Lúc này nó đang có vấn đề tí, bây giờ lấy Facebook Tay Ga thì Tuấn luôn. Tay Ga thì Tuấn lâu quá nó bị chìm, hôm nay sẽ nổi Facebook Tay Ga thì Tuấn coi bị chặn like hay không. Xin chào Duy Thức, xin tài. Đó, bỏ cho quả xẻ mặn lên nào. Facebook này nó mới lên, nó mới phê đấy. Rồi đúng rồi, mặn lên nữa anh em, bỏ cho quả xẻ nữa. Đúng rồi, thì nhiều anh em nói bảo ở Hà Nội thì có Huấn Hoa Hồng, ở Bình Định thì có Tuấn Tay Ga, anh hiệu bổ cho quả sẻ chưa tắm này, nóng ran người lên, làm mà phải nó bực mình nữa, cho anh em ra hết, đuổi anh em hết, không dùng wifi nữa, đây ạ, đấy, đuổi đi hết, đuổi anh em đi uống cà phê hết, để một mình ở nhà live stream luôn, đúng không? Đứng gì đâu mà nó đông, đấy, đứng nó đông quá, ngộp. Thì Tuấn còn nóng live stream còn không nổi, huống chi là những thiết bị máy và mạng. Đấy. Từ từ chúng ta học dần dần cũng tới sử dụng Motocam Tab. Anh Đạt bổ cho em quả sẻ Tay Ga kỳ nghĩa, em trai bổ cho khoảng 5-7 nhóm mặn vào. Rồi, xe máy thiết chuẩn bị bán trâu đổi bò để lấy Motocam Tab. Rồi, không để anh em chờ lâu, 50 người được không ạ? Bổ quả sẻ. Chưa tắm rửa gì này. 27 người xem. Lên nữa đi ạ. 31 người rồi. 50 người đi ạ. Mỗi người chia sẻ trang hội, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, mạnh lên. Đấy, để kế tiếp là ok anh em nào đăng ký nữa, 10 người thôi sẽ có khóa học ở Minh Khai Hà Nội. Mạnh like nào, còn anh em nào cứ học ở nơi nào, ba cái lý thuyết nào anh em cứ liên hệ với Điền Tuấn thì có ngại. Học được cái nơi khác lý thuyết gì, sờ mất cây gì, LED gì hay phun xăng điện tử, sơ đồ mặt điện gì thì anh em cứ chơi với Điền Tuấn. Nếu Điền Tuấn không giải được thì Tuấn thua. Đấy, đời nào lấy tiền anh em khóa học cho vào 10 ngày đâu. Bữa nay khóa học bài bản nhá, 10 ngày mô hình mang hết. 50 người xem được không ạ? Minh Hiếu Lê bổ cho anh quả sẻ. Rồi, Tuấn sẽ di chuyển một Motocam Tab phát lại đi. Rồi. Đó. Chúng ta sẽ vào phần gì? Chuẩn đoán, lập trình. Tay rửa sạch rồi nhá. Bổ cho quả sẻ, bổ cho quả sẻ. Kết nối hệ thống OBD trên xe. Chúng ta kết nối với dòng xe gì? Honda. Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng. Rồi bây giờ Tuấn sẽ demo cho anh em trong vòng khoảng 30 phút để đi tắm. Để ngày mai tiếp tục giảng dạy. Bây giờ đang là 21:17. Con này A Black gì? 23-25. Rồi, chúng ta sẽ vào đây. Ở cái đèn chất ký hiệu FI cho chúng ta đấy. Còn ở đây là chúng ta sử dụng để nạp lại dữ liệu gốc, chỉnh chuẩn đồng hồ Oreo. Cái này cô lập không sử dụng qua cái gì cả. Cầm cái máy iPad lướt thôi. Kết nối Motorcycle Tab mới cổng Kaline EKB như Motoscan 7.0. Bổ cho quả sẻ 100 người xem được không ạ? Tuấn lau cái màn hình camera tí. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục ở đây thì đương nhiên nó sẽ là đọc, xóa, khôi phục thông số hiện hành, kiểm tra AF. Tất cả có dấu biểu tượng logo ở bên này cho chúng ta dễ đọc. Tôi sẽ phóng to lên tí. Rồi, cho cả nhà xem nhá. Thì bây giờ nhiệt độ động cơ đang là 74 độ. Thì đương nhiên nó sẽ đọc cho anh em là nhiệt độ động cơ bằng dấu đồng hoàng. Điện áp sẽ là 955 mV. Nhiệt độ khí nạp là nhiệt độ môi trường. Điện áp sẽ là 2.2. Map không có, chúng ta bỏ qua. Gốc mở bấm ga nó sẽ là gì? Không. Điện áp sẽ là 507 mV, chúng ta quy ra nửa vôn đi.
Tốc độ động cơ là dòng tua máy vòng trên phút đấy. Góc đánh lửa 20.0. Thời gian phun 2.8 mili giây. Bình ắc quy nạp rất tốt, đúng không ạ? Tiếp tục, tại sao chúng ta đang nghi ngờ về vấn đề gì trên con cảm biến khí thải oxygen? Oxygen ở đây thì anh em hãy hiểu rằng nó sẽ đo được cái lượng khí oxy ở trong động cơ có thừa không hay có thiếu không nhá. Thiếu oxy thì cũng gặp vấn đề, mà oxy không đốt hết thì cũng gặp vấn đề. Thì anh em cứ hiểu nôm na như vậy đi. Thì SM thì tại sao SM sẽ không hiệu chỉnh? Bởi vì O2 đang ở ngoài cái giải cho phép. Cái này đang là 1000 này, 1000 milivolt này, thì chúng ta hãy đọc là 1 volt thôi, nó đang ở ngoài giải. Thì tất cả hệ số tối ưu nhiên liệu SM ở vòng lập kín đứng như tượng hết. Thì anh em hãy hiểu nôm na ở đây nó đơn giản như thế nào, chỉ thêm sâu một tí. Có nghĩa là chúng ta sinh ra một người con ăn chơi đề đóm cá độ đá banh, bố mẹ bảo hoài không nghe, giang hồ cứ đến ầm ầm, thì người bố này ấy và gia đình này ấy, không còn khả năng nữa thì mày thoải mái, thì bà mẹ ông bố đứng im, ông bố bà mẹ sẽ không tối ưu nữa, không gấn không gồng không gắn để trả số nợ cho thằng con nữa đấy. Bởi vì thằng con hiện tại cho mày ở ngoài giải rồi, thì bố mẹ phải đứng im cho nó nhàn xác, mà thích làm gì thì mày làm, ok chưa? Rồi tốc độ xe khi chúng ta chưa chạy, chưa kéo ga đấy, thì nó đang là NA. Tiếp tục, trạng thái tín hiệu ra từ SM điều khiển bơm nhiên liệu đang on, bởi vì IC dập mát cố định cho motor bơm, thì lúc này bơm sang đang bơm, nó sẽ là on. Trạng thái chân chống phụ nó đang là off, ở đây nó sẽ làm anh em một cái tiếp điểm. Đấy, đơn giản nghĩ cái tiếp điểm thôi. Tiếp tục ở đây là một cái trạng thái khởi động, là trạng thái nút đề đấy. Tiếp tục ở đây trạng thái tín hiệu từ SM điều khiển relay khởi động, là những cái dòng xe nào mà có relay mà IC dập mát ấy, nó sẽ báo là on off cho cả nhà. Ở đây là trạng thái tín hiệu ra từ SM điều khiển van hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu gọi là EPAPO đấy. Thì cái này chúng ta lên ga ở trong tua máy khoảng 4-5 ngàn gì đấy, hoặc là 1/1 pha ga đấy, IC dập mát cho cái van này nó mới mở on, nó mới luồn qua một cái đường khí đi vào trong của hút nhá. Hiện tại chưa lên ga mà nó đang ọp đấy. Chỉ nôm ra cho cả nhà, chỉ nhiều quá cả nhà lại không đăng ký học nữa. 53 người bổ cho quả sẻ. Và đặc biệt ở đây ấy, chúng ta sẽ chọn một cái thông số và cái vòng tua máy sướng nữa ở hiển thị ở cái dạng này đấy, ok chưa? Anh em nhìn thấy không? Nó như cái vòng tua máy ấy. Đấy, nó sẽ hiện thị ở lên như những dòng mà xe côn tay, S-Size, Winner. Anh em nhìn thấy không? Quýnh. Thì ở đây tiếp tục nó sẽ có giá trị tất cả những con cảm biến ở bên dưới để chúng ta nhìn vào luôn. Con nào đúng, con nào sai, con nào lật để chúng ta chỉnh. Như ví dụ dòng tua máy ở đây không hợp lệ, thì đương nhiên nó báo ở trên này cũng rất chuẩn cho cả nhà. Đấy, 1.200 này. Thấy không? 1.200, 1.300 này, nó nhịp lên này, 3 nấc là 1.300, 1.500 đúng không ạ? 2.000. Thì ở đây là gì? 76 thì anh em hãy học để hiểu, nhiều anh em lại không hiểu. 76C là gì? C nó sẽ là nhiệt độ, nhưng ở dưới này nó cũng đọc cho anh em bằng tiếng Việt có dấu thôi, nhiệt độ động cơ. Đấy, cho anh em dễ biết. Có nhiều anh em Tuấn dạy 76 rồi, ở C là anh em chẳng biết là cái gì. Đấy, nhiều anh em như vậy. Thì đương nhiên nhiệt độ động cơ nóng nó sẽ quy ra điện áp. Thì điện áp hiện tại nó đang giảm, khi nhiệt độ tăng 897 mV, gần volt nhá. Thì ở đây là nhiệt độ môi trường, tuy ở Nam Định nhiệt độ môi trường ở đây không được 40 ở cái giải này, nhưng con cảm biến AT nó sẽ được cái gì ạ? Nhiệt độ ở động cơ đang nổ máy nó nóng lên, thì nó sẽ đo được 40 độ. Đấy,
Điện áp sẽ là 2184 mV. Anh em không cần phải đọc như vậy đâu, đọc là 2V1 cũng được. Chúng ta muốn bấm qua xem tiếp, chọn mũi tên, áp suất của hút bỏ đây, góc mở bấm ga, góc đánh lửa sớm muộn, thời gian phun, điện áp nguồn là sạc cảm biến O2 ngoài giải ở đây. Anh em thấy tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời đi. Nít thêm cái nữa, chọn thêm cái nữa. Ý, tuyệt vời không? Bấm rửa tay rồi nó ok lắm, lau màn hình rồi thì nó tuyệt vời. Phát ra. Chúng ta sẽ vào gì kiểm tra AF. Yêu cầu nổ máy khoảng 5 phút, nhiệt độ máy lớn hơn 60 độ C, hiện tại đang đạt trên 70 độ C. Ok. Nhìn đây, tôi sẽ hướng dẫn lại một tí. Ôi trời ơi, tuyệt vời không? Anh em nào inbox nhanh tay ủng hộ Đình Tuấn nha. Máy này hiện tại rất khan hiếm, hiện tại đang về khoảng được 5 con thôi, để chia sẻ cho những anh em ở đây. Anh em nào có nhu cầu đổi can 7 mà lấy con táp này thì comment Tuấn lại đổi lại cho anh em, để anh em đỡ phải chi phí cao. Ví dụ chúng ta đổi lại cặp máy kia khoảng hơn 10 triệu, chúng ta bù lên cái này tí, thì hướng dẫn anh em cái này cho anh em một cái bản đóng tiền một lần là trọn đời ấy. Và một gói rẻ hơn tí thì anh em phải đóng hàng năm 1,5 triệu nha. Hay quá thì inbox Tuấn chỉ hết cái máy này nó rất phê, thì khách hàng đương nhiên sẽ hiểu ngay. Ở đèn đỏ, đặc biệt chị em phụ nữ, đèn đỏ là chúng ta phải dừng, kể cả anh em mình vậy thôi, chị nhà mình đang dính ở cái mực đỏ này phải dừng, đừng có liều nhá, đừng có liều, nguy hiểm lắm. Đó, đậm nhạc thì cái này thì anh em tư vấn khách hàng nó ok, xịn sò hơn. Xịn sò rất nhiều ở cái trạng thái khi anh em sử dụng con Motosiken Tap. Nó rất tuyệt vời. Thì bây giờ Tuấn đưa hết anh em ra ngoài thì sóng nó mặn này, kết nối thành công anh em ở đèn xanh. Đèn xanh ở đây đơn giản như anh em mở tua nạp file, remap, tung ninh gì đấy trên cái máy tính mà thì Tuấn hướng dẫn anh em, nó phải là màu xanh thì chúng ta kết nối với thành công. Được không ạ? Đó, 100 người Tuấn đề bô thêm một cái nữa. Chia sẻ mạnh lên 68 người, mỗi người anh em chia sẻ khoảng 5-7 nhóm ấy. Ăn chào Phục, xin chào những anh em trong đang xem live nữa. Đấy thì chúng ta hãy tư vấn khách hàng và sửa chữa cái này rất ok. Thì bây giờ mình sẽ sang sửa chữa tí nhỉ? Sửa chữa tí cho nó ok, để cho nó chuẩn chỉnh. Bổ cho quả sẻ, chia cho vài quả sẻ nào, chia mặn lên trên nhóm ấy chứ. Ước cái gì mà ước, inbox thì Tuấn cái gì cũng có hết nhá, hướng dẫn tận tình. Có nhiều anh em dùng máy này chưa biết chức năng nó đâu, nhưng nó phê lòi, nó có nhiều cái hay lắm. Rồi bây giờ chúng ta tắt động cơ hoặc đi sửa chữa đi, anh em đi sửa chữa đây nha, mình ra sửa chữa tí nó phê. Ê, lúc này ECM và tối ưu này, ấy và tối ưu này anh em thấy không? Bởi vì O2 nó nằm trong giải chẳng hạn đấy, ECM tối ưu này, tuyệt vời không? Đấy, lên từ từ nhá, mày vừa ấy chúng ta sửa xong, ấy -4 này, anh em thấy -4 không? Ấy. Ok, chị gái ở trạng thái đèn màu xanh có quyền đi tiếp. Rồi cái này là ECM là tối ưu này, đấy. Ê, đây. 5-6% chuẩn không, đẹp không, tuyệt vời. Cái này lọc gió hơi bị dơ đấy chị gái ơi. Em xử lý xong rồi, lọc gió ở kim phun, phải xúc kim phun tí, cái này cho phép. Ê, đang chạy, chúng ta đang chạy ngoài đường ấy. Đấy, đèn xanh chúng ta tăng tốc, khéo lại đèn vàng nhá. Đấy, tuyệt vời chưa. Đấy, 14.7/1 nè. Khách hàng khoái phê ngay. Ở cái giải này thì chị chạy bảo đảm phải lợi xăng với cái xe sản xuất đưa ra. Một con xe chị mua bây giờ bao nhiêu, ngày xưa chị mua bao nhiêu tiền à? Quả lắc trên 40 triệu, bây giờ chạy khoảng bao nhiêu 20-30 ngàn cây. Bây giờ em lại về y xì nhà sản xuất, tuyệt vời. Khua đá xịn sò
Anh em thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời, like, chia sẻ. Vẫn còn khoảng 10 phút nữa. Tốt, quá tuyệt vời. Cái này chúng ta căn chỉnh tí nữa là ngon. Là chúng ta lấy tiền chị gái là đẹp đấy. Đấy, khua. Trái phải, chạy nha. Cái này nhiều cái phê lắm anh em ạ. Có nhiều cái cực kỳ là phê. Chúng ta có thể tra cú mã lỗi ở trên này cũng được. Luyên trên này luôn à. Tra cú này. Muốn làm cái gì trên này nữa thì làm. Đấy. Tra cứu cái gì cũng được. Rất hay. Đấy. Tra cứu bảng mã lỗi này. Audio Smoky này chẳng hạn như vậy này. Thử cái nào. O-scan. Tuyệt vời không? Quá hay đi chứ. Má lỗi này. Cho anh em nào yếu tay nghề này. 7 nháy hay 8 nháy gì đấy này. Bấm đại vào đây này. Bấm vào ngay này. Cái đèn chất này. Tính toán luôn. Được không ạ? Hay ở chỗ đấy cho cả nhà đấy. Rồi thì clip đến đây xin phép được tạm dừng và kết thúc. Chúc toàn thể anh em thợ máy luôn luôn thành công. Bây giờ Tuấn quay mặt lại để giao lưu cho cả nhà nhé. Đấy, tab thì rất ok. Đẹp, máy xịn sò. Giờ bán lại Motocan và Motobox cho thì Tuấn lấy con 7 này về nhà dùng cho xịn sò. Tiền thì thứ nhất đấy, để Tuấn chia sẻ, tiền thì ai cũng cần. Nhưng anh em thành công trong cuộc sống này thì ắt anh em sẽ có tiền thôi. Thời đến thì anh em cản không kịp đâu. Vì một ngày bây giờ cứ xử lý khoảng 5-7-10 con ga, cứ dắt vào ở trạng thái cứ nổ xịt xịt, mất ID, rồi nồi bị gợn từng cơn, rồi rung giật. Thì chúng ta mua con táp này thì mấy hồi. Đây, quay mặt lại cho anh em, ok, chất. Xong cái giờ mà chúng ta chuẩn đoán xong, chúng ta muốn giải lưu vào làm gì? Chúng ta chơi game, chúng ta lướt quét cực kỳ phê. Đấy, chúng ta lại lướt quét, chúng ta muốn làm gì, làm wifi này, đủ các kiểu đà điểu trên này này, tuyệt vời chưa. Chúng ta vào ứng dụng này. Đấy, máy tính máy đồ đây. Đấy, cho anh em cái nữa này, nó xài được rất nhiều việc. Đấy, lại cộng trừ nhân chia làm con xe này nồi hả 750k, rồi cộng mấy gì xúc kim phun hậu ga ở quê 200k nồi. Làm gì đó, reset máy ghi miễn phí vào. Công cộng luôn cho chị gái. Rồi, ok, tiến tiền. Chị gái 950k. Chị gái đưa hai tờ Fulime à, khỏi thối. Cưng. Thì đương nhiên thì chẳng ai kêu. Nó hay ở chỗ đấy nhá. Tiến tiền trên này luôn. Cộng trừ nhân chia đánh tá là. Đấy. Ở bên này nó sẽ có nhật ký lưu lại cho cả nhà. Tuy ở màn hình này đã xóa. Chúng ta muốn cộng trừ nhân chia kế tiếp cho xe thứ hai thì xe chị gái nó đã gì ạ? Ở bên này lưu lại cho anh em này, xóa không bao giờ mất. Khi trừ khi xóa nhật ký, ví dụ tính xe còn xe thứ hai lại tiếp tục gì, vệ sinh kim phun hậu ga 250k, thay bình nhớt gì đấy xịn gì đấy 110k, cộng vào tiếp rồi 360. Chị gái ghe 950, bạn chị gái đi theo 360, làm một cái nữa là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? 1.3 triệu, 10.000, khách hàng được 1.3 triệu, 50. Nè, tuyệt vời không? Sử dụng luôn, lướt quét là thoải mái, ở tá lạ trên này. Đóng ứng dụng, lịch trình đồ thoải mái cho cả nhà chơi để vô, cài đặt. Muốn cài đặt cái gì, wifi cái gì cũng được. Ừ, nó rất nhiều chi tiết ở trong này. Hôm nay ngày bao nhiêu? Ồ, đẹp không ạ? Nhiều, quá nhiều trong này. Đấy, cho phép bạn truy cập. Đấy, cái này là anh em cài truy cập. Muốn làm cái gì, lướt cái gì thì lướt. Ứng dụng của nó mà, đóng hết. Chỉ cần đóng hết là bấm vào đây. Không có thì thôi. Ồ, rất nhiều cái này hay để chúng ta remix, chúng ta chơi những chuyện chơi này, ảnh video, muốn chụp hình hả? Video ảnh tải về đây. Đấy, rất nhiều âm thanh gì, muốn nghe bản nhạc gì thì nghe. Con này xịn sò.
Đấy, vừa sử dụng cho công việc của chúng ta tính toán cho con nó học cũng được, vừa sử dụng kiếm tiền. Đấy, chúng ta coi rất ok không? Quá trời nhiều luôn. Galaxy. Ta muốn đi vào đâu chơi game, chơi yết gì, biểu tượng gì, trò chơi này. Đấy. Ừ. Rồi. Thoải mái chúng ta chơi. Được rất nhiều công việc. Đấy, chúng ta muốn cài đặt. Đóng hết. Xong. Pin cực kỳ ok xịn sò. Ta làm cái giá treo ở đây nữa. Rồi, ơi thì clip chia sẻ đến đây xin phép được tạm dừng. Và xin phép được nghỉ ngơi và tắm rửa, nó rất mệt nhá. Hôm nay vui mình chia sẻ, để ngày mai khi nào thực hành chia sẻ Tuấn sẽ like trực tiếp cho cả nhà luôn, chia sẻ nhiều hơn bạn. Bởi vì Facebook Tega thì Tuấn hiện tại sống lại. Hy vọng ấy, sống lại nó phải mạnh hơn xưa. Chào nhau cái. Nếu có học ở Hà Nội này ok thì Tị Tuấn di chuyển đồ qua luôn, nhưng số lượng phải đủ nhá. Và Tị Tuấn phải bay về ở Bình Định ký cái giấy cái Tị Tuấn sẽ bay ra dạy luôn ở tại Hà Nội. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những clip video lần sau. Hoàng Hảo hay quá thì inbox mốc luôn. Cái này nó rẻ mà. Đấy. Tính ra nó bằng cái Moto Scan và Motobox chứ mày. Nhưng cái này chúng ta được lướt quét chơi to màn hình. Cái này 10.1 inch nhá, 10 inch nó to. Ôi camera này chụp nét lắm rồi mà. Con mắt này xịn sò, có da bọc anh em. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn đó. Camera trước sau VIP. Cầm cho chắc chắn thôi. Chẳng có gì cả. Thì chúng ta muốn ấy, chúng ta đội cái treo ở người như này. Thì anh em là sao? Anh em đơn giản bây giờ anh em cứ nghĩ vào trong quán ăn này. Đời nào mà cầm cái bút để mà ghi nữa, người ta chỉ cần kích vào đây bàn số 1. À anh chị món gì? À cua. Cua bàn số 1. Anh em uống gì ạ? À hai người cho khoảng 6 chai Ken. Tiger bấm đây kích cái ở ngoài kia đầu bếp, nhà hàng bưng lên bàn số 3. Ai mà tới buổi thì mình lấy bút để ghi được, dùng cái này chọt nó mới đẳng cấp ra tiền. Alo chưa có sim. Alo thì Tuấn xin chào toàn thể anh em thợ máy ở khu vực Hà Nội. Chúc anh em buổi tối nay đầu tuần vui vẻ hạnh phúc tràn đầy niềm vui trong cuộc sống đấy. Alo anh em ấy, ok đấy, điện thoại Tuấn nhiều lắm. Bây giờ nó phải hơn 10 cái rồi. Bây giờ một cái đang like, hai cái này nữa, một con iPad nữa. Mai lại lắp cái sim nào, có tiền mua sim xịn sò đẹp đẹp cái lại lắp vào. Đấy, alo. Cái này VIP, cái này đẹp phết chứ. Cái này gần 10 củ chứ ít ỏi gì anh em. 7 củ. 7.2 triệu. 7.2 triệu mà quen quá. Cái ông mà bán sản phẩm nó bảo thôi, thấy chú livestream ok quá, bớt cho chú 2 lít lấy 7 củ. Đấy. 7 củ con motorcycle tab kia hơn 10 triệu nữa. Mà chúng ta muốn sử dụng trả tiền một lần cho tất cả chọn gói luôn thì thêm tí nữa. Còn anh em nào mà tiết kiệm thì chúng ta trả phần mềm 1 năm 1.500.000. Được không? Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.